Sato. Xe Sato này đã được gắn một số loại đồ chơi, ví dụ như hiện tại xe đang được gắn thiết bị HUD hiển thị tốc độ. Xe này đã được trang bị cảm biến slot. Đây là cảm biến slot bên ngoài. Cảm biến slot bên ngoài hiệu KSE. Tiếp theo là xe này đã được sử dụng cái cam cặp lề. Cam cặp lề. Đây là thiết bị hiển thị áp suất lốp được gắn trên xe. Với mục đích của thiết bị này, tính năng đem lại đấy là hiển thị áp suất lốp thực tế bao nhiêu. Trong trường hợp áp suất lốp thấp hơn tiêu chuẩn thì chúng ta bổ sung, cao hơn tiêu chuẩn chúng ta sẽ giảm bớt. Khi sử dụng thiết bị này thì chúng ta có một cái ưu điểm đấy là chúng ta luôn biết được giá trị áp suất lốp đó là bao nhiêu để điều chỉnh cho nó hợp lý để chúng ta có thể sử dụng. Hơi tối đấy, chúng ta quan sát ta sẽ chưa áp suất lốp 2,3 cân, 2,4 cân, 2,4 cân, 2,4 cân, nhiệt độ áp suất lốp là 3332 3336. Khi có giá trị này chúng ta phải, khi có cái áp suất lốp này chúng ta sẽ quan sát được khi nào cần bổ sung áp suất lốp, cần khi nào cần bơm thêm hơi cho lốp. Nếu trường hợp áp suất lốp nhỏ tiêu chuẩn thì chúng ta đi nhanh bị vỡ lốp và phải thay lốp. Nếu lớn hơn tiêu chuẩn thì sẽ nhanh mòn lốp. Do vậy thiết bị này rất hữu ích. Đặc biệt là trong trường hợp chúng ta đang đi trên cao tốc hoặc đang đi trên đường mà không may bị va vào đinh thì ngay lập tức áp suất lốp sẽ giảm dưới tiêu chuẩn và thiết bị này sẽ cảnh báo kêu bíp bíp, chúng ta có đủ thời gian để đỗ vào sườn xe để chúng ta có thể đỗ vào dề đường để chúng ta có thể kiểm tra lại xem là vấn đề gì đang xảy ra. Ngoài ra thì cái màn hình này là màn hình hiển thị tín hiệu bên tay đấy là gạt mưa đó, có cái nút công tắc bên này anh vào cho em ạ. Ok, đây là cam lề. Cam cặp lề cho chúng ta biết lề xe bên tay phải, cái điểm khó quan sát nhất của người tài xế. Trong trường hợp mà chúng ta gần chạm cái gì đấy, chúng ta phải quan sát cái cam này là nhìn thấy được là đấy, chúng ta phải quan sát ở đầu lốp để phòng chống những cái việc đấy là va quẹt với lại người khác hoặc va quẹt với xe khác hoặc có thể là va quẹt vào vỉa hè, nó làm hỏng sơn hỏng xe, có thể lại phải mất tiền. Ngoài ra thì xe này đang được lắp thiết bị hiển thị tốc độ HUD. Thiết bị này chúng ta có thể không cần quan sát dưới màn hình này, có thể quan sát được cái thiết bị này hiển thị trực tiếp lên kính lái, đi rất là tốt, hạn chế cái tầm nhìn, hạn chế cái tầm quan sát phía dưới. Khi quan sát trên này thì rất tiện, đảm bảo cái vận tốc tốc độ của chúng ta di chuyển. Đây là bọc vô lăng Sparco, thương hiệu nổi tiếng đến từ Ý, sản xuất tại Trung Quốc. Khi cầm bọc vô lăng Sparco các bạn sẽ có cảm giác lái rất là an toàn, chắc tay, đầm tay, không thấm mồ hôi. Còn đây là cam hành trình. Cam hành trình PN mục đích là chúng ta có thể quan sát được, ghi lại hình ảnh trên đường, quay trước và quay sau. Có thể cả năm các bạn không đến nhưng vô tình chúng ta gặp một sự cố gì đấy, chúng ta có thể dùng cam này để theo dõi cái hành trình chúng ta, chuyện gì xảy ra để phòng chống những cái rủi ro hoặc là những cái vấn đề gặp phải không mong muốn. Đây là bốn chú tếu, 40 không nhìn thấy, không nói, không nghe thấy, không biết, rất tuyệt vời. Đây là gương cầu, gương cầu nhỏ này có thể quan sát được cái bánh sau của xe. Đây, tôi cho các bạn xem. Chúng ta có thể quan sát được bánh sau để khi lùi phòng chống là lùi vào những vị trí nguy hiểm. Đấy, đấy là bánh sau. Thảm 5D.